Thưa quý vị, nghệ sĩ đàn tranh Hồ Thụy Trang hiện đang giảng dạy tại Paris và Lorient, Thụy Sĩ, là một trong ba nghệ sĩ đương thời được chính phủ Pháp công nhận và cấp bằng là giáo viên dạy âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Năm 2000, chị cùng một số bạn bè thành lập ban nhạc Tiếng Tơ Đồng tại Paris với mục đích quảng bá được nhiều hơn âm nhạc dân tộc của Việt Nam. Và có thể nói rằng với ngón đàn điêu luyện của mình qua những âm thanh tuyệt vời nhất của nhạc cụ truyền thống Việt Nam, chị đã góp phần không nhỏ vào quá trình giới thiệu âm nhạc Việt Nam đến với các bạn bè quốc tế. Và trong tiểu mục chân dung người Việt ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi trò chuyện với nữ nghệ sĩ Hồ Thụy Trang. Chào chị ạ, rất là vui khi mà chị đồng ý tham gia cùng với chương trình của đài ngày hôm nay ạ. Có khi nào chị bị sức ép khi đi biểu diễn loại hình nghệ thuật truyền thống này của Việt Nam tại Pháp không ạ? Cũng nhiều khi có, là vì mình phải làm sao để mà mình đưa cái nghệ thuật văn hóa Việt Nam đến với lòng của khán giả người Pháp và làm cho họ yêu thích hơn, họ hiểu biết hơn về văn hóa của mình. Có gì khác nhau khi chị đi biểu diễn cho đồng bào trong nước xem tại Việt Nam và khi chị đi biểu diễn tại nước ngoài cho các khán giả ngoại quốc xem ạ? Rất là khác nhau. Khi mà Thụy Trang diễn ở trong nước á, thì cái cảm xúc của mình cầm đi về tới quê hương, cái đàn của mình ở tại quê hương thì cái tiếng đàn nó, Thụy Trang nghĩ là nó ngọt ngào hơn. Và khi diễn ở nước ngoài thì mình có một cái sự kiêu hãnh và rất là hãnh diện khi mà mình được là một đại sứ âm nhạc Việt Nam tại Pháp. Trong sự nghiệp biểu diễn của mình thì đã nhiều lần chị đi biểu diễn cùng với các nghệ sĩ quốc tế. Cảm nhận của chị thế nào khi mà đi biểu diễn cùng với họ ạ? Không có gì khác hơn là một cái sự vui mừng, hãnh diện và mình được trao đổi văn hóa Việt Nam và Pháp cũng như là mình hòa hợp với họ. Đó là một cái điều mong ước mà tất cả các nghệ sĩ Việt Nam sử dụng nhạc cụ Việt Nam đều mong muốn là có một cái dịp để mà hòa hợp với các nghệ sĩ nước ngoài. Ngày nay với sự phát triển không ngừng của các ngành nghệ thuật hiện đại, duy trì được các giá trị văn hóa truyền thống và nhất là loại hình nghệ thuật như đàn tranh, chị có tâm sự gì về vấn đề này ạ? Đúng là thật khó khi mà mình muốn gìn giữ văn hóa nghệ thuật tại nước ngoài thì mình là một cái người phải đưa đến một cái niềm yêu thích và dẫn đến một cái sự đam mê truyền lại những cái văn hóa Việt Nam cho các em. Và cũng rất khó là vì cái thời gian và những cái ví dụ như nhạc cụ không phải dễ tìm ở nơi Pháp. Chị có tâm sự hay chia sẻ gì với các nghệ sĩ đồng nghiệp trong nước cũng đang thực hành những loại hình nghệ thuật truyền thống như chị không ạ? Tâm huyết thì rất là nhiều. Thụy Trang chỉ muốn tâm sự với các bạn ở bên nhà, với các nghệ sĩ đang sử dụng nhạc cụ Việt Nam và đang chơi nhạc Việt Nam. Thì dù gì đi nữa, Việt Nam phải có một cái nguồn gốc. Văn hóa là tất cả. Nếu mà mình mất văn hóa tức là mình mất dân tộc. Dù cho là mình có phát triển gì đi nữa thì phải từ cái gốc mà ra. Rồi từ đó mình có phát triển đi, nhưng cố đừng làm mất. Cảm ơn chị đã đồng ý chia sẻ những suy nghĩ của mình với chương trình của đài ngày hôm nay. Vâng, một cuộc trò chuyện ngắn nhưng mà chúng tôi hy vọng rằng quý vị đã cảm nhận được phần nào những tâm huyết của nghệ sĩ đối với loại hình nghệ thuật dân tộc này. Và đến đây chúng tôi cũng xin được khép lại bản tin tuần này. Quý vị có thể xem lại qua trang web vtv4.vn hoặc qua kênh YouTube VTV4Go. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.